Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katiragalo cuộc sống Pháp. Louis nó thèm bánh chuối đó cô chú anh chị ơi, nó nhắc hoài luôn cho nên là Dung làm bánh chuối chiên cho Louis ăn với lại tối hôm nay thì các con ăn tối. Thì mời cô chú anh chị ăn bánh chuối cùng với gia đình Dung nhé. Cô chú anh chị ơi, chiều nay ba mẹ mệt mỏi trong người là ăn cơm với trứng, dùng chiên bánh chuối cho Louis á. Lô, con nói sao Lô? Con đi bonjour bà cô chú đi. Sao? Con ăn gì đó? Chúng mày con ăn gì? Tomato. Cà. Cà chua. Cà chua trứng. Chiều nay là ăn cà chua trứng ốp la với nước tương vậy đó cô chú anh chị ơi. Lát ăn sữa chua, ăn trái cây thêm. Rồi tối các con đói thì Dung pha sữa cho uống đó. Bên này hay ăn cà chua mà làm salad đó cô chú anh chị. Ông xã Dung trộn muối với dầu ô liu thôi, rất là đơn giản. Cà chua này là hái ngoài vườn, mà trời nắng này là Dung nghỉ tưới rồi cô chú anh chị, tiết kiệm nước. Nhưng mà trái nào nó lớn nổi, nó chín được thì nó rất là ngọt luôn. Chị bơ bồn á. Buổi tối của nhà Dung vậy đó cô chú anh chị. Tụi nhỏ thì ăn trứng, có bữa thì trứng chiên, có khi thì trứng luộc. Ở nhà thì chị Dung hay có khi nấu cơm, mì cơm trộn chiên với trứng vậy đó, đơn giản thôi à. Mà tụi nhỏ thì nó cũng không ăn cái gì cầu kỳ lắm. Một tuần thì ăn hai bữa, như hôm nay ăn trứng thì Dung sẽ nói với chị chồng Dung cách hai bữa hoặc ba bữa thì các con sẽ ăn lại trứng, chứ không có cho ăn thường, ngày nào cũng ăn thì không có tốt. Dùng có 5 trái chuối thôi cô chú anh chị, nhưng mà chuối thì nó cũng không được mùi á, mà chiên chuối không được mùi thì cái bánh nó không có bể, tại vì chuối này nó không phải như chuối sim của mình, chiên cái nó chín đó, cái là nó vỡ bánh à. Bon. Wow. Vous voulez manger? Non, merci. Con mời ông bà cô chú đi. Con cho ông bà cô chú. Con mời ông bà cô chú. Con mời ông bà cô chú. Vous sortir de table? Non, t'as con ngồi đó đi. Bonjour. Ngon lắm bà cô chú nghe chạy nha. Ngon lắm. Ali. Il m'a demandé comme une trois fois. Non, pas le bon dos. Je suis Et tu vois l'ancien vidéo, tu peux tu connais plus. Ông xã Dung nói là tụi nhỏ thay đổi nhiều quá. Thì các cô chú anh chị nhìn lại cái video của năm rồi nha, mùa hè năm rồi là thấy tụi nó lớn hẳn luôn mà nó thay đổi nhiều lắm. Nó đòi vậy đó cô chú anh chị. Sáng chủ nhật á là nhắc 3-4 lần vậy đó, hỏi mẹ ơi chừng nào mẹ rảnh mẹ chiên bánh chuối nha. Hỏi mẹ ơi lát thôi chừng nào mẹ chiên bánh chuối mẹ ơi. Mà nó ăn chừng được ăn cái hai cái cái gì cô chú anh chị, nhưng mà nhìn thấy nó ăn với thương gì đâu luôn á. C'est pas bon, ça.
je content qu'on ait nettoyé le. Oh, j'ai parti, Ring. Ça fait longtemps qu'on a pu manger ce truc. Ah, on a trouvé. Normalement, un yaourt d'abord. Hein? Un yaourt. Bon, j'ai les ailes chaudes. Mais chaud là? Ouais. Chủ nhật á, cô chú anh chị, Dung có 3 cái tủ đông, một cái tủ đựng kem với 2 cái tủ đựng đồ đông lạnh. Thì tới kỳ á, là mình phải xả đá cô chú anh chị, nếu không là nó đóng nhiều lắm. Cho nên là mình cứ định kỳ vậy đó, mình sẽ xả đá. Sáng giờ chủ nhật á, là Dung với ông xã Dung làm 3 cái tủ, mà làm xong mà đuối luôn rồi. Về nhà rồi ông xã Dung nói thôi mệt quá khỏi nấu cơm. Sao rồi, sao rồi? Sao rồi, có ăn đàng hoàng nó sao rồi? Thế bà mùi xin cô sao rồi tôi? Ê, tôi có sao mùi xin? Vậy? Ai xin cô anh? Nhà bước cô chơi một bát chì bí. Quoi? Tu manges ça d'abord? Ah, t'es un dieu, quoi, mais... Je te le mets dans ça, ça te va? Ouais. Goûte maintenant. Un peu de banane avec. Non, mais d'abord, il finit les œufs. Ouais. T'aimes ou t'aimes pas? Tu peux avoir encore une moitié de tomate? Oui. Tomate? Tu peux avoir tout un charcuterie. C'est quoi, Louis? Tu manges tout mélangé, là? Quoi? Un petit peu long, sans ça manger long. Je veux tout la tomate. Ouais. Tomate, le gâteau. Dùng hư gì đâu luôn, cô chú anh chị. Dùng mua vé máy bay mua rồi xong rồi cái mấy coi passport của tụi nhỏ thì mới biết phát hiện là passport của tụi nhỏ hết hạn rồi, hết từ năm 2019 lận. Thế là bây giờ phải đi làm passport, mà bây giờ bên police người ta đóng cửa, người ta nghỉ hè rồi cũng đâu có làm đâu. Bây giờ Dung hy vọng là nộp hồ sơ rồi làm mình có sớm, nếu để ấy này cái bắt đầu quay trễ nãy nữa. Dung thì cái gì Dung chuẩn bị trước hết trơn à, Dung không có để tới cận kề cuối cùng. Cho nên là bây giờ mình làm coi như mình lo trước á, lo xa, nhưng mà hơi kệ nó, vậy là tới lúc đó mình yên tâm, mình không có rối. Ví dụ gì chứ giấy tờ bên này là làm mà chờ đợi lâu lắm cô chú anh chị ơi. Il faut faire attention parce que ça mousse. Hein. Papa, papa! Non, non, c'est bon. Il faut faire bien attention, ouais, avec la bière et le coca. Celle qui mousse, par exemple. Par exemple, il faut faire attention. Aussi, il faut faire attention aux œufs. Oui, toujours. Là mấy đứa này dễ nuôi vậy đó, cô chú anh chị ạ. Chiều cái là ăn trứng cà chua, cà Louis nó ăn một trái cà chua nữa rồi đó, cà chua chấm nước tương không vậy đó. Mangez tout mélangé, je prends le gâteau de tomate. Ça change, grandit. Mais quand ils étaient énormes, ils avaient des couches, ils étaient petits. Ouais, il y en a 16 mois. Et alors, la cape, comment on a fait? Nyangong. C'est vachement beau. Et t'en fais quoi de l'autre banane? Ça, c'est pas bon. Tu peux t'en? Hein? Mais fais-la! Tu l'as mangé combien? Une? Ouais. Aux ailleurs, si tu veux. T'as plus fait? Je mangerai après. Ah. Après. J'aime bien manger les cerises. Bien sûr, les cerises. C'est pas des cerises. Oups, des raisins. Après, il a des cerises sur les bonnes. On mange crêpes, on mange crêpes banane, hein? Bien, non. Tu vas manger? Mange un petit bout. Il a mangé, mais après... J'ai mangé la peau, il est pas bon, après. Ah.
La poule de quoi? La poule de banane. C'est bon ça, c'est la poule de... C'est la... C'est Charles, nó không có thích ăn bánh chuối nha cô chú anh chị. Ăn thì nhiều khi năn nỉ lắm, chị ăn thử miếng thôi, ăn cái chuối ở trong thôi chứ nó không có ăn thích cái lớp bột chiên ở ngoài. Mà nhà Dung á, chuối mà để mà ở trên cái lớp vỏ nó hơi bong bong á cô chú anh chị là không ăn đâu. Ba cha con là ăn chuối mà vừa mới hùm hùm mùi mùi á, vậy là ăn thôi, còn mà vỏ chuối mà chín vàng quá rồi là không ăn. C'est une banane. C'est une banane. C'est une banane chaude un peu. J'aime pas. Arrêtez. Et tu la repousses pas, tu le donnes à papa plutôt. Ouais, voilà. J'arrive. Il faudrait plutôt enlever la peau plutôt. Non. Pourquoi? Bon. Moi, j'aime sa peau. Il va se bouger. C'est pas grave. Et à propos, après, on m'a dit, oh, cũng chịu khó ghê luôn cô chú anh chị ơi, ăn nho ngồi lột vỏ vậy đó. Dung cũng xin dừng cái video tại đây. Dung cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video giải trí. Thì Dung tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau. Thì tuần này Dung bận quá cô chú anh chị ơi, lớp nào làm rồi công việc lu bu quá rồi tùm lum hết trơn à, cho nên là Dung ra video nó cũng không có chất lượng lắm. Mong cô chú anh chị xem giải trí cho vui và xem theo dõi cuộc sống hàng ngày của gia đình Dung. Thì Dung tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau. Eh ben, chỉ muốn gặp qua một cô gái như thế này. Oui, si tu ne manges beaucoup de crêpes à les crêpes à la banane, et bien tu vas te transformer en crêpe à la banane. Miam miam. Et papa et maman, je te mange. Et toi? Ouais. Il fait très bien les crêpes à la banane. Oui, fait. Et maman, il fait. Mais mốt về bà ngoại là chị làm cho ăn. Quoi? Tu vas chez mamie. Mamie le fait. C'est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur. Les crêpes à la banane, c'est pas bon. N'écoutez pas. Et c'est empoisonné, hein? Ouais. Si, c'est bon, parce que tu aimes pas, c'est tout. Et c'est pour ça, parce que c'est une amie.